Tin tức ngày hôm qua cũng cho biết là có cái vụ mà đương đầu với kẻ cắp cái ống bô trong mấy cái xe đó. Yeah. Và người đó đặt máy quay bởi vì họ nghe những cái tin tức liên quan đến ăn cắp ống bô, sợ quá họ đậu xe ở ngay chỗ đậu xe trong nhà, xong rồi để cái máy quay. Thì trong lúc ngồi kiểm soát và quý vị có thể đặt cái tín hiệu cho máy quay đó nếu mà có một cái vật gì đó cái nó kêu trong nhà thì ông nhìn vào ông thấy là ô có cái kẻ đã đang tìm cách nó tháo cán bô ông chạy ra ông đương đầu tụi nó có súng và đã nổ súng bắn vào cái, cái người chủ nhân chiếc xe đó à, đây là một vấn đề mà cảnh sát cũng đã đưa ra lời kêu gọi đó khi mà quý vị còn phân tức là đưa ra đối đầu với kẻ ra như vậy nó vô cùng nguy hiểm một cách tốt nhất là cứ gọi 911 là an toàn bởi vì thực sự nó tốn kém nhưng mà nó không đáng nhưng mà nếu quý vị có súng thì sao cái này mà bên texas florida là họ đấu súng liền họ không có sợ những cái chuyện này